Xin chào các bác ạ, hôm nay em lại làm video cho các bác xem nhé. Và video hôm nay của em là em làm cái lưỡi sảnh theo đơn đặt hàng của khách ạ. Và đây về bây giờ em bắt đầu công đoạn đánh của cái lưỡi sảnh ạ. Khách đặt nhà em là lưỡi sảnh bằng nhíp xe ô tô các bác nhé. Hàng của nhà em thì hoàn toàn từ nhíp xe ô tô nên các bác cứ yên tâm ạ. Bác mua hàng bên em về khi nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái ạ, ưng ý thì mới thanh toán tiền nhé. Bên em nhận đặt hàng theo yêu cầu, bác nào muốn đặt hàng như thế nào thì liên hệ với bên em sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của các bác ạ. Và khi các bác mua hàng bên em nhận được hàng rồi thì cho em xin phản hồi lại dưới bên dưới video các bác nhé. Hàng của nhà em thì hoàn toàn từ nhíp xe nguyên bản nên là công đánh sẽ rất là lâu, nhưng mà khi các bác nhận được sản phẩm thì nó sẽ rất là ưng ý và khi dùng nó sẽ rất là bền ạ. Vì từ một mảnh nhíp nguyên bản như vậy em đánh ra được thành sản phẩm như các bác nhận, mà nó rất là trải qua rất nhiều lần đánh, là mình đập đi đập lại nhiều lần này, sản phẩm ấy rất là bền tốt ạ. Các bác xem video thì nhấn chuông đăng ký kênh giúp em ạ. Em nhận đặt hàng theo yêu cầu các bác nhé. Đấy, như các bác nhìn em đang đánh đây ạ. Lưỡi sảnh này là đánh theo yêu cầu của khách. Bác nào muốn mua sản phẩm như video này thì cho em xin số điện thoại ạ, em sẽ gọi điện đến và chốt đơn cho các bác ạ. Hàng của nhà em là có bảo hành, các bác cứ yên tâm ạ. Kể cả khi nhận hàng về rồi mà các bác chưa ưng ý thì có thể gửi lại cho em sẽ sửa lại cho các bác thành một sản phẩm đúng như ý muốn của mình ạ. Các bác nào muốn mua dao chặt, dao thái hay cuốc, thuồng gì thì xem vào những video trước của em là có đấy, và để lại số điện thoại cho em ạ, em sẽ chốt đơn cho các bác ạ. Làm lò rèn này vất vả lắm mà cứ được các bác tin tưởng và đặt hàng là em vẫn thấy rất là vui và quên đi cái mệt rồi ạ. Lưỡi sảnh coi như là đã gần hoàn thiện đủ chiều dài chiều rộng rồi ạ. Sau khi đánh xong phần lưỡi này thì em sẽ chuyển tiếp đến công đoạn em đi bóp cổ lại để thành cái cổ sảnh các bác nhé. Đây, lưỡi đã hoàn thiện rồi ạ. Và bây giờ là em đến công đoạn là em đoạn dập đánh sống và bóp cổ đấy ạ. Để đánh được một sản phẩm như thế này cho đến tay các bác là trải qua rất nhiều là công đoạn. Mà khi lên sóng thì em chỉ cắt gọn những công đoạn chính lên để cho các bác xem để biết về các bước làm lên mỗi những sản phẩm các bác nhận đấy nhá. Thực tế của nó là trải qua rất nhiều công đoạn, làm rất là lâu và vất vả mới có được kết quả như vậy ạ. Nên là khi các bác xem video thì ủng hộ tinh thần vợ chồng em và mua hàng giúp em ạ. Hàng của bên em có bảo hành và hàng chất lượng thì các bác cứ yên tâm ạ. Bác nào mua hàng nhà em rồi thì biết đấy ạ. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra hàng và test thử hàng thoải mái nhá. Ưng ý thì mới thanh toán tiền ạ. Đây, em đã nắn gần xong cái cổ của thuồng này. Bây giờ em đang gập mép để khi các bác mà sắn thì dẫm chân vào đó mình chỉ có điểm tì nó sẽ không bị đau chân. Sau khi em đã cuốn xong cổ sảnh và
gập xong cái mép thì bây giờ em mới công đoạn là nắn chỉnh lại cái thủng cho nó đẹp ạ, cho cái lưỡi xỉnh cho nó đẹp. Các bác mua hàng thì để lại số điện thoại bên dưới cho em nhé, em sẽ tư vấn và chốt đơn cho các bác ạ. Các bác cứ yên tâm về các sản phẩm của nhà em, hàng là có bảo hành. Hàng của nhà em thì hoàn toàn từ nhíp xe ô tô. Đây, sau khi em đã nắn chỉnh xong hình dáng của cái xỉnh thì bây giờ em đến công đoạn là em đi tôi cái lưỡi xỉnh. Tôi lưỡi xỉnh thì nó cũng như tôi lưỡi dao các bác nhé, vẫn phải tôi đều lưỡi và là nước tôi to thì các khi các bác dùng nó sẽ cứng hơn, chắc hơn ạ. Và lưỡi xỉnh của nhà em mới trải qua rất nhiều công đoạn đánh từ nhíp nguyên bản ra cái lưỡi xỉnh mỏng như vậy thì các bác dùng rất là bền. Đây, như các bác nhìn đấy, sau khi tôi với dầu là khói bốc lên rất là mùi, rất là vất vả. Nhưng được các bác tin tưởng thì em vẫn quyết tâm và cố theo cái nghề này để làm, để phục vụ các bác ạ. Tôi xong rồi thì bây giờ em đến công đoạn tiếp theo là công đoạn em đưa mài cái lưỡi xỉnh. Mài lưỡi xỉnh thì nó sẽ khác với mài lưỡi dao một chút các bác nhé. Lưỡi xỉnh thì lưỡi dao thì chỉ thấy mài đều cả hai bên, nhưng lưỡi xỉnh thì không vậy ạ. Các bác xem video thì nhấn chuông đăng ký kênh giúp em ạ, và chia sẻ like giúp em để nhận được những video mới của kênh ạ. Bác cùng người với em xem video thì có kinh nghiệm gì chia sẻ với em với thì cho em xin rút kinh nghiệm ạ. Nhà em nhận đặt hàng theo yêu cầu các bác nhé. Các bác muốn mua hàng gì cứ liên hệ với bên em ạ, bên em sẽ đáp ứng đầy đủ ạ. Cứ mài xong rồi, bây giờ em chuyển sang công đoạn là đánh bóng lưỡi xỉnh. Hàng các bác nhìn đều rất là thích, rất là ok ạ. Bác nào kết sản phẩm là em đang đánh trên live đây thì để cho em xin số điện thoại nhé, em sẽ là liên hệ và chốt đơn cho các bác ạ. Các bác mà làm nhà mà mua một lưỡi xỉnh này về để xúc cát thì rất là ok, chỉnh rất là bền. Và đây là sản phẩm của em đây các bác nhé, khách yêu cầu là chêm cán cho khách và em đã chêm luôn cả cán ạ. Và video của em đến đây là kết thúc rồi ạ. Em xin chào tạm biệt các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác ở